đại biểu khách quý, thưa toàn thể du khách. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023. Chương trình gồm 3 chương. Chương 1, thanh âm xứ Mường. Chương 2, bản sắc. Chương 3, hội nhập và phát triển. Chỉ đạo nghệ thuật, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình. Kịch bản và tổng đạo diễn Bùi Tú Cao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình, biên đạo và dàn dựng Phùng Thí Hà, trưởng phòng nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình, Bùi Ngọc Tú, thạc sĩ âm nhạc, giảng viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc. Lời bình, nhạc sĩ Huy Tâm. Kịch bản có sử dụng tư liệu sưu tầm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Bảo tàng Hòa Bình và sử dụng một số tác phẩm âm nhạc của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
Sơn Thành là con rể của Hùng Vương thứ 18, là người có công giúp vua Hùng chống giặc ngoại xâm, mang lại sự bình yên cho nhân dân cho bờ cõi. Còn Hải Lý, Hải Lo là hai vị thần của sức mạnh vô biên, chứng kiến sự khổ nhọc thiếu nước sản xuất của con dân, đã dùng sức mạnh từ nguồn nước suối Kem vào con mương Mường Lổ, đồng thời chỉ dạy cho dân cách bé rằng dẫn nước tưới cho cả cánh đồng nóng, trở thành